Vâng, đồ gỗ Hoàng Thiết xin kính chào các bác ạ. Thì trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu với các bác là hai mẫu tranh siêu to khổng lồ mà có thể treo trong các căn phòng khách. Nó diện tích nó rộng lên đến khoảng tường, nó rơi vào khoảng 2 đến 3 mét. Mình có thể treo các bộ tranh nó to và nó đẹp như thế này. Thì đầu tiên em xin giới thiệu các bác là mẫu tranh Tứ Quý Tùng Cúc Trúc Mai này. Có kích thước trên 1 tấn, là chiều cao của nó là 1m39 và rộng 55. Rộng 55 trên 1 tấn các bác nhé. Rộng 55 trên 1 tấn. Thì nó rơi vào cái khoảng tường là 2-3 mét. Nhà các bác có thể treo những bộ tranh nó to như thế này. 1 tấn của nó là 1m39 chiều cao các bác nhé. Và chiều rộng là 55. Đó. Thì trung bình cái khoảng tường có khoảng 2-3 mét thì các bác có thể treo các bộ tranh nó to, bộ Tứ Quý to như thế này. Thì bình thường trước em có quay các bác xem cái bộ Tứ Quý nó chỉ rơi vào khoảng 1m17, rộng 37 thôi. Thì hôm nay thì bọn em xin quay các bác một bộ tranh nó to, siêu to như thế này, dành cho nhà các bác có cái không gian phòng khách nó rộng thì mình treo các bộ tranh to, bộ Tứ Quý to lên thì nó vô cùng là tuyệt vời các bác nhé, rất đẹp. Và một mẫu tranh nữa là mẫu tranh Lý Ngư Vọng Nguyệt, cũng rất là to, cũng có chiều dài của nó là 1m45 bằng nhé, chiều cao 1m45, rất là đẹp và dày đặn. Đó, thế mà em xin quay mộc cho các bác có thể thấy rõ cái hàng mộc nó lục lạc, nó đẹp như thế nào. Hàng mộc đẹp này, đẹp như này thì sau khi mình sơn BU hoàn thiện thì chắc chắn là sẽ rất đẹp. Thì như các bác biết rồi đấy, thì tranh Tứ Quý thì nó hay còn gọi là tranh Tùng Cúc Trúc Mai, tượng trưng cho 4 mùa xuân hạ thu đông, luôn luôn là đầy đủ, tươi tốt và ấm lo. Đó, tôi coi 4 cảnh Tùng Cúc Trúc Mai tượng trưng cho 4 mùa xuân hạ thu đông. Thì mẫu tranh Tứ Quý này, Tùng Cúc Trúc Mai này thì đục có kích thước là cái chiều dài rộng của nó là 1m39 và rộng 55, và cái ván của nó dày liền khối 6 phân các bác nhé. Ván dày 6 phân, đục sâu 4 phân rưỡi, sửa tay kênh bong cực kỳ tỉ mỉ và sắc nét. Đó, em để dí sát vào các bác xem các cái đường nét đục của nó đẳng cấp như thế nào. Đó, hầu như mọi chi tiết em có thể moi móc tay vào được hết các bác nhé. Đó, sờ tay vào được hết luôn. Đây cái tùng, đầu tiên cái tùng quay cho các bác xem từ trên xuống dưới, rất là đẹp và sắc nét. Đó, con hươu dưới gốc tùng đây, rất là chân thực. Đó, tiếp theo là cái cúc này các bác nhé, bông hoa cúc lở, đang lở rộ rất là đẹp, từng cái lá cúc rất là bay các bác nhé, bay bướm, con bướm bay bên trên các cái cây cúc này. Đó, rất đẹp. Cái bên này đây là cây trúc và cây mai, hoa mai. Đó, lấy trúc rồi, đang cảnh cây đang đu đưa, gì có cảm giác như cái gió thổi thẳng vào cái cúc trúc, là cây trúc này các bác nhé, nó rất là có hồn. Cuối cùng là cây mai đang lâm trồi lầy lộc giữa mùa xuân, rất đẹp, hàng chọn gỗ chọn vân đẹp, và nó có 102 luôn. Đó, tổng thể đây các bác nhé. Thì cuối cùng là đôi cá chép Lý Ngư Vọng Nguyệt, rất là to, rất đẹp và rất dày, có chiều dài là 1m45, chiều cao 1m45, rộng cũng là 45 cm, dày liền khối 5 phân và đục sâu 4 phần các bác nhé. Đôi cá này bọn em cũng đục sửa tay rất là đẹp, kênh bong tay cũng mòi móc rất là đẹp. Đó, 102 luôn các bác nhé. Đó, đôi cá này mà treo ở tại phòng khách mình ngắm nhìn thì thôi rồi luôn các bác ạ. Cá to như này cơ mà, cá rất to và sắc nét. Đó, đây các bác, bên này đây, đứng đây, chứ đứng bên này đây, tuyệt vời. Cái đôi Lý Ngư Vọng Nguyệt này thì bọn em mẫu mới ra,
thì đục nó cũng khác luôn. Thì có dòng chữ như là Như Đông Hải, Phúc Như Đông Hải, Trường Lưu Thủy và Xài Nhân Quả Nhánh Đơm Hoa, rất đẹp sắc nét. Quay cận cảnh cho xem, hàng mộc, chọn gỗ, chọn vân, phải nói có 102 luôn. Hiếm có những bộ tranh mà nó đẹp như cỡ này các bác ạ. Đấy. Thì bác nào mà chuẩn bị về nhà mới thì hãy sẽ cân đối cái khoảng trống cho mình như nào, để mình đặt các cái bộ tranh nó vừa phải và cân đối. Không những như là cân đối, mình phải tìm hiểu xem là cái tích tranh như nào trước khi treo. Em có làm một cái video hướng dẫn các bác là cách chọn mua tranh trước khi về nhà mới rồi ạ. Thì các bác có thể vào các cái video bên dưới các bác xem. Thì cuối cùng em xin kết thúc video đây. Bác nào mà thấy hàng tranh gỗ đẹp, các sản phẩm đẹp thì các bác cho em xin một đăng ký và một nút like để em có những động lực làm những video tiếp theo. Cuối cùng em xin kết thúc video đây. Xin chào các bác và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Xin chào.